Chào bạn, trong video này chúng ta sẽ đi thay cái IC cho xe điện. Chúng ta sẽ thay sử dụng một IC đa năng. IC này thì cái IC cũ của nó là cái IC 500W. IC này đã bị hỏng, đường tốc đã bị hỏng. Thì chúng ta sẽ thay vào một cái IC đa năng. Ta sẽ thay hẳn lên con IC 1000W. Nó cũng là 48V. Thì việc sử dụng IC công suất cao hơn, nó thực ra nó sẽ không ảnh hưởng lắm đến cái động cơ. Nhưng mà nếu mà bạn sử dụng cái điện áp cao hơn thì lúc đấy nó mới ảnh hưởng, thực sự ảnh hưởng đến động cơ. IC mà cái công suất cao hơn thì khi khởi động nó sẽ chạy nó khỏe hơn thôi. Chứ còn cái công suất, cái tốc độ của động cơ nó phụ thuộc vào điện áp. Vì vậy nếu mà bạn vẫn giữ điện áp cố định như cũ thì tốc độ của động cơ nó sẽ không thay đổi. Thì IC đa năng này, 1000W này, nó là IC 18 sò. Cái kích thước của nó tầm 21cm. Bữa trước thì tôi có một cái video phân biệt cái công suất của IC theo cái chiều dài, IC đa năng theo chiều dài. Thì đối với cái việc mà thay, chúng ta sẽ quan tâm thứ nhất là dây nguồn của động cơ. À, dây nguồn thì có hai dây nguồn vào đỏ đen này. Rồi đây là ba dây nguồn vào điều tiết vào động cơ. Xanh là cây, xanh nước biển, vàng. Và cái dây của khóa điện, dây đỏ ở đây. Đây là ba những cái dây nguồn quan trọng. Tiếp đến là cái dây điều khiển mắt động cơ, nó gọi là hôn. Dây điều khiển tay ga, handle. Con IC này là 1000W, 1500W chứ không phải 1000W. Con IC phía dưới là 1000W. Rồi đến là dây tay ga, rồi dây tay phanh. Đối với các cái xe mà 48V thường thì nó sử dụng cái phanh thấp, phanh low voltage, tức là phanh ở điện áp thấp. Khi mà bạn bóp phanh nó sẽ đóng thông mạch, ngắt cho cái dây handle để low voltage handle này nó về không thì nó sẽ ngắt điện động cơ. Còn nếu mà bạn sử dụng các cái xe mà tốc độ cao hơn có thì nó sử dụng cái phanh ở cái tốc điện áp cao 2V. Đây rồi. Đây, 2V, đây là dây màu mận này. Khi mà bạn lắp vào động cơ thì cái động cơ ở đây động à cái khi bạn thay cái IC cho động cơ, điều khiển được tốc động cơ thì IC này là đa năng. Nó có thể dùng cho động cơ 60 độ hoặc là 120 độ. Vì vậy khi mà bạn lắp vào cái động cơ này, cái IC này nó sẽ phải thực hiện cái việc học self study. Thì có hai dây này, đó là hai dây trắng này. Khi mà mới lắp vào động cơ bạn sẽ cắm hai cái dây này. Thứ nhất là để cho nó học cái góc quay của động cơ nó phù hợp, và thứ hai nữa là cái hướng quay xem có đúng chiều tiến hoặc chiều lùi. Nếu mà không đúng chiều thì bạn lại cắm lại cái này để khoảng độ tầm mấy chục giây, ok rồi thì bạn rút ra. Đây là cái self study. Ngoài ra thì nó còn có cái cụm cho báo động. Nếu mà bạn định sử dụng báo động ở đây, ví dụ cái bộ báo động này chẳng hạn. Tôi có thay luôn bộ báo động. Như vậy chúng ta sẽ có bộ báo động. Và chúng ta sẽ phải dùng hai cái bộ màu đỏ này. Ngoài ra nếu mà trên tay ga của bạn mà có cái điều tốc, chọn tốc độ ấy, thì sẽ là cái dây này. Và nếu không có thì thôi. Ngoài ra còn có dây để ghi tốc độ động cơ. Tốc độ động cơ thực ra nó sẽ có cảm biến ở trong cái dòng đi qua, cảm biến dựa trên điện áp. Vì vậy mà căn cứ theo giá trị điện áp này so với cả không thì nó sẽ biết là cái xe của bạn đang đi với vận tốc bao nhiêu. Ngoài ra thì có thu rao, tức là hai cái dây vàng như thế này. Nếu trong trường hợp mà xe bạn mà có cái chức năng hành trình màn hình LCD thì dùng dây này. Còn cái gì đây? À, xe, nếu mà bạn có chức năng tiến lùi, thường là cái này cho các cái xe ba bánh nhiều hơn. Asten. Thế là một số cái cụm chức năng cơ bản của IC. Bây giờ chúng ta thực hiện cái việc thay IC thì ở đây tôi đã lắp bộ nguồn này. Ba cái trong cái gá nguồn rồi. Hai nữa là tôi lắp cái điều khiển mắt động cơ rồi. Bây giờ thì chúng ta lắp tiếp đến là cái cho khóa, cái lock khóa điện này. Cái khóa điện chúng ta cần phải dùng dây to, có lẽ chúng ta sẽ phải chế lại cái bộ này.
để hàn nó vào, chứ còn cái dây nhỏ này không ổn. Cái dây nhỏ như vậy thì làm cho cái việc tiếp xúc, cái kiểu chạm kiểu vậy tiếp xúc nó không tốt. Cái dây này thì chúng ta cần dòng lớn thì chúng ta sẽ phải chặt. Bây giờ sẽ hàn cái dây khóa điện này, cả cái dây tay ga. Dây tay ga thực ra đây nó chỉ là dây tín hiệu thôi, chúng ta có handle, dây handle đây rồi. Đây, dây handle đây rồi. Thì chúng ta sẽ cắm vào cái dây này vào nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dừng video một chút để chúng ta hàn các cái dây cần thiết. Ở đây tôi đã lắp xong chiếc tay ga này, thứ hai là công tắc khóa này, ba là cái đo cái cảm biến đo tốc độ mắt với cả nguồn. Bây giờ bạn bật lên. Bánh xe quay rất là êm. Đây chúng ta đang chọn. Chỉ tiến rồi. Nếu mà nó bị sai thì bạn có thể sử dụng cái self-test này để bạn cho nó chỉnh lại. Hay cả nếu nó kêu thì bạn có thể cắm cái dây self-test này để cho IC nó học cái loại động cơ để nó ra cái tín hiệu điều khiển nó chính xác hơn. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ gắn cái dây phanh. Đây chúng ta dùng low voltage thì vẫn chúng ta gắn dây phanh này và cái dây cho tín hiệu báo động. À, ở đây cái ba tốc độ thì tôi chọn cái tốc độ cao nhất. Trên cái tay ga này nó không có dây điều khiển tốc độ, do đó tôi fix luôn tốc độ. Nếu bạn muốn chọn tốc độ nhỏ hơn thì bạn chuyển qua dây này cắm vào phía dây đen với cả dây, nó đây cái dây tím với dây hồng. Tím thì tốc độ nó chậm hơn. Bạn chuyển qua bên này thì tốc độ nó chậm hơn. Nó chỉ mắc ở tầm 20 thôi. Còn nếu mà bạn muốn tốc độ đi nhanh, bạn nhổ cái này ra hoặc là bạn cho nó full tốc luôn. Cái này thì lên được 30. Còn nếu mà bạn chọn cái chiếc gắn nó dây tím với cả dây hồng với cả dây đen thì nó sẽ đi ở cái tốc độ tối đa, tức là vào full điện áp luôn. Cái nguyên tắc làm việc của cái IC để điều khiển tốc độ thì nó sẽ sử dụng cái nguyên tắc điều xung để nó điều khiển thôi. Nếu mà muốn đi nhanh thì nó tăng xung lên, và đi tối đa thì bằng cái tốc độ đi tối đa bằng cái điện áp của bộ pin. Để tắm luôn. Chọn cái tốc độ cao nhất để xe người lớn đi, không phải xe trẻ, không phải xe cho các em nhỏ đi học, cho nên là lên mắc tốc luôn, chạy dây tốc độ. Còn bây giờ thì cái dây phanh và dây cái bộ báo động này, cái tự báo động tín hiệu này, nguồn này, cái dây tín hiệu cho cái bộ này cắm vào chặn rồi. Khóa này nó hơi điếc tai một chút. Ok, cuối cùng thì chúng ta gắn cái dây phanh vào là xong rồi. Dây phanh ở đây nó dùng dây low voltage, còn đâu các cái dây khác chúng ta không dùng. Thì speed low voltage đây rồi, low voltage. Cái xe này gốc nó có cái bộ báo đèn ở dây tay ga, nhưng mà IC này không có bộ đèn dây tay ga nên thôi bỏ. Đây, dây phanh này cắm vào hai cái dây này là xong. Đỏ và đen. Nếu bạn không cần cắm phanh kiểu này cũng được. Cái phanh này để khi mà bạn bóp phanh nó sẽ tạo tín hiệu để cho ngắt cái điện của động cơ. Low voltage, ok. Nó cắm bằng dây đồng để rút ra tháo vào. Đây chỉ là dây tín hiệu thôi, cho nên là nó không vấn đề gì cả. Đây.
giả sử bạn đang đi này, bóp phanh, cái phanh ABS ở đây thì nó phanh phanh đĩa ở đây đấy, nó sẽ giảm về không luôn, nó sẽ ngắt điện động cơ thì an toàn hơn. Và khi mà bạn bóp phanh, động cơ không có điện, không quay được, bóp phanh này được không có điện, không quay. Chứ còn nếu mà bạn không ngắt điện kiểu như vậy thì khi mà bạn bóp phanh động cơ nó vẫn quay. Như vậy thì nếu bạn bóp phanh mà lâu như vậy thì sẽ rất là nóng bó động cơ. Thế thôi, các chức năng thay cho IC đã ổn rồi. Còn các cái dây còn lại chúng ta không dùng, chúng ta cắt bớt đi. Như vậy, đối với cả một cái bộ IC khi bạn thay, bạn chú ý thứ nhất là ba cái dây nguồn này cho động cơ này, dây nguồn vào IC này, dây đỏ đen này, dây khóa này, dây có mắt động cơ này để điều khiển, dây tay ga, dây phanh mới có. Và nếu mà bạn sử dụng báo động thì sẽ có dây báo động, cái nguồn dây báo động hay dây màu đỏ này, là dây báo động. Còn nếu mà bạn có màn LCD thì chúng ta cần màn thì có dây cho màn LCD, còn nếu không thì chúng ta có cái dây tốc độ nữa là hết, và các dây khác chúng ta không dùng. Nếu mà có thêm công tắc động cơ thì bạn gắn thêm, còn nếu không có thì thôi. Nói chung khá đơn giản. Chú ý là khi bạn cắn dây vào, khi mà bật nguồn lên thì đầu tiên bạn sẽ chạy ở cái cắm cái dây test nào để cho cái IC nó học cái loại của động cơ. Bởi vì IC thì IC đa năng, cắn được cho động cơ 120 độ hoặc là 60 độ. Vì vậy mà nó cần học trước. Rồi, xin cảm ơn các bạn theo dõi.